Hôm nay mùng 2 tháng 5 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều hành này, giá xăng dầu biến động trái chiều ở mức độ nhẹ. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 8 đồng một lít. Trong chiều ngược lại, xăng RON 95 tăng 40 đồng một lít, còn với dầu diesel giảm 110 đồng một lít, dầu hỏa giảm 142 đồng một lít, chỉ có dầu mazut tăng 255 đồng một kg. Sau điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ 15 giờ ngày 2 tháng 5 như sau. Xăng E5 RON 92 không cao hơn 23.911 đồng một lít. Xăng RON 95 không cao hơn 24.955 đồng một lít. Dầu diesel không cao hơn 20.606 đồng một lít. Dầu hỏa không cao hơn 20.544 đồng một lít. Dầu mazut không cao hơn 17.663 đồng một kg.